Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Trong clip ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết đề thi học kỳ 1 toán 6 đề số 2. Cấu trúc đề gồm 100% tự luận. Cô hy vọng các bạn tự làm đề này trước, sau đó đối chiếu với phần hướng dẫn giải chi tiết của cô để xem sức của mình làm được bao nhiêu. Bài 1, 2 điểm. Thực hiện phép tính hợp lý nếu có thể. A. 45 nhân với 37 cộng 45 nhân với 63 trừ cho 100. B. 148 nhân 9 trừ 3 mũ 2 nhân với 48. A. 45 nhân với 37 cộng 45 nhân với 63 trừ 100. Các bạn thấy có gì đặc biệt? Chúng ta để ý A nhân B cộng A nhân C bằng A nhân cho B cộng C. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Đặt số 45 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là 37 cộng với 63. Như vậy bằng 45 nhân cho 37 cộng với 63 trừ 100. Bằng 45 nhân với 37 cộng với 63, kết quả là 100. Trừ 100 ở đây coi như là 100 nhân với 1. 100 nhân với 1 thì bằng 100. Lại áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Số 100 giống nhau, đặt 100 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là 45 trừ cho 1 bằng 100 nhân với 45 trừ 1 bằng bao nhiêu? Nhân với 44. 100 nhân với 44 kết quả là 4.400. Câu B. 148 nhân với 9 trừ 3 mũ 2 nhân với 48 bằng 148 nhân với 9 trừ 3 mũ 2 bằng 3 nhân 3 bằng 9. 9 nhân với 48. Tương tự áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Đặt 9 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là 148 trừ cho 48 bằng 9 nhân với 100. Kết quả là 900. Như vậy ở đây chúng ta đã áp dụng các công thức A nhân B cộng với A nhân C bằng A nhân cho B cộng C. Các em lưu ý A nhân cho B trừ C bằng A nhân B trừ A nhân C. Câu C. 307 trừ 10 ngoặc vuông, 10 ngoặc tròn. 180 nhân 4 mũ 0 trừ 160 đóng ngoặc tròn chia 2 mũ 2 cộng 9 đóng ngoặc vuông chia 2. Ở đây có xuất hiện ngoặc tròn và ngoặc vuông. Lũy thừa nhân chia, chúng ta thực hiện lũy thừa trước, sau đó tới nhân chia, sau đó tới cộng trừ. Đối với dấu ngoặc thì ngoặc tròn, sau đó tới ngoặc vuông. Bằng 307 trừ 10 ngoặc vuông. 180 nhân 4 mũ 0 thì chính là 180 nhân với 1 trừ cho 160 chia cho 2 mũ 2, 2 mũ 2 bằng 2 nhân 2 bằng 4 cộng với 9 chia cho 2 bằng 307 trừ 10 ngoặc vuông. 180 nhân 1 bằng 180 trừ cho 160 chia 4 cộng 9 đóng ngoặc vuông chia 2 bằng 307 trừ 10 ngoặc vuông. Bây giờ chúng ta bỏ ngoặc tròn. 180 trừ 160 bằng 20. 20 chia 4 cộng 9 chia 2
bằng 307 trừ 20 chia 4 bằng 5. 5 cộng 9 bằng 14. Trừ 14 chia 2. Nhân chia trước cộng trừ sau bằng 307 trừ 14 chia 2 bằng 7. Kết quả là 300. Câu D, 12 cộng 3 nhân mở ngoặc nhọn 90 chia mở ngoặc vuông 39 trừ mở ngoặc tròn 2 mũ 3 trừ 5 tất cả mũ 2. Đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc vuông, đóng ngoặc nhọn bằng 12 cộng 3 nhân mở ngoặc tròn 90 chia, chúng ta thực hiện từ trong ra ngoài, 39 trừ 2 mũ 3 bằng 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8. 8 trừ 5 tất cả mũ 2, đóng ngoặc vuông, đóng ngoặc nhọn bằng 12 cộng 3 nhân mở ngoặc tròn mở ngoặc nhọn 90 chia 39 trừ 8 trừ 5 bằng 3. 3 mũ 2 bình phương bằng 12 cộng 3 nhân ngoặc nhọn 90 chia 3 mũ 2 bằng 9. 39 trừ 9 bằng 12 cộng 3 nhân ngoặc nhọn 90 chia 39 trừ 9 bằng 30. Đóng ngoặc nhọn. Như vậy chúng ta đã bỏ được ngoặc vuông. Bằng 12 cộng 3 nhân 90 chia 30, kết quả là 3. Bằng 12 cộng với 9 bằng 21. Bài 2, 3 điểm. Câu 1, tìm số nguyên x biết. A, x trừ 17 bằng 23. X đóng vai trò là số gì? X đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ bằng 23 cộng với 17. X bằng bao nhiêu? X bằng 40. Câu B, 2 nhân x trừ 1 bằng 7 cộng với âm 3. Chúng ta phải tính kết quả của vế phải. Như vậy là 2 nhân cho x trừ 1 bằng 7 cộng âm 3. Đây là cộng hai số nguyên khác dấu. Chúng ta thực hiện phép trừ lấy 7 trừ 3 bằng 4. Dấu là dấu của số 7. Có 7.000 đồng trả nợ 3.000 đồng, như vậy vẫn còn 4.000 đồng. X trừ 1 lại đóng vai trò là thừa số chưa biết. Các em lấy tích chia thừa số đã biết. X trừ 1 bằng 4 chia 2. X trừ 1 bằng 2. X đóng vai trò là số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. X bằng 2 cộng 1. X bằng 3. Câu C, 4 nhân cho x cộng 5 tất cả mũ 3 trừ 7 bằng 101. Như vậy các em rút 4 nhân x cộng 5 tất cả mũ 3 4 nhân x cộng 5 tất cả mũ 3 đóng vai trò là số gì? Đóng vai trò là số bị trừ, ta lấy hiệu là 101 cộng với số trừ là 7. Như vậy 4 nhân cho x cộng 5 tất cả mũ 3 bằng 101 cộng 7, kết quả là 108. Sau đó các em rút x cộng 5 tất cả mũ 3 ra. Đây là thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết lấy 108 chia 4. X cộng 5 tất cả mũ 3 bằng
10 chia 4 bằng 2, 2 x 4 bằng 8 chữ 2, 28 chia 4 bằng 7. 27 bằng số nào mũ 3? X cộng 5 mũ 3 bằng 27 chính là 3 mũ 3. Hai lũy thừa này bằng nhau mà số mũ bằng nhau, suy ra cơ số bằng nhau. Suy ra x cộng 5 bằng 3. Do đó x bằng 3 trừ 5. Hay x bằng 3 cộng với âm 5. X bằng bao nhiêu các bạn? Cộng hai số nguyên khác dấu, lấy 5 trừ 3 bằng 2. Đặt dấu trừ trước kết quả là âm 2, x bằng âm 2. Câu D, 2 mũ x cộng 1 nhân với 3 cộng 15 bằng 39. Các em rút 2 mũ x cộng 1 nhân với 3, đóng vai trò là số hạng chưa biết. Ta lấy tổng là 39 trừ số hạng đã biết đó là 15. Như vậy 2 mũ x cộng 1 nhân với 3 bằng 39 trừ 15, kết quả là bao nhiêu? 9 trừ 5 bằng 4, 3 trừ 1 bằng 2 bằng 24. 2 mũ x cộng 1 đóng vai trò là thừa số chưa biết. Ta lấy tích là 24, chia thừa số đã biết là 3. Như vậy 2 mũ x cộng 1 bằng 24 chia 3, kết quả là bao nhiêu? Kết quả là 8. Bạn nào có thể viết số 8 về lũy thừa của 2? 2 mũ x cộng 1 bằng 8 là bằng 2 x 2 x 2 bằng 2 mũ 3. Giống nhau về cơ số rồi, bây giờ số mũ phải bằng nhau. Suy ra x cộng 1 bằng 3. Do đó x bằng 3 trừ 1. X bằng 2. Câu 2 của bài 2, tìm x biết 56 chia hết cho x, 70 chia hết cho x và x lớn hơn 10, nhỏ hơn 20 với x thuộc tập hợp các số tự nhiên. 56 chia hết cho x và 70 chia hết cho x thì x có mối quan hệ như thế nào với 56 và 70? X chính là ước chung của 56 và 70. Cách nôm na để chúng ta hiểu đó là số bị chia là bội, còn số chia là ước. Như vậy chúng ta tìm ước chung của 56 và 70, rồi chọn x lớn hơn 10, nhỏ hơn 20. Tìm ước chung từ ước chung lớn nhất. Ước chung là ước của ước chung lớn nhất. Như vậy ta có 56 chia hết cho x, 70 chia hết cho x. Suy ra x thuộc ước chung của 56 và 70. 56 phân tích ra thừa số nguyên tố bằng 2 mũ 3 nhân với 7. 70 phân tích ra thừa số nguyên tố bằng 2 nhân với 5 nhân với 7. Ước chung lớn nhất của 56 và 70 bằng, chọn ra thừa số nguyên tố chung đó là số 2 và số 7. Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1, số mũ nhỏ nhất của 7 là 1. Như vậy ước chung lớn nhất là 14. Ước chung của 56 và 70 chính là ước của 14. Ước của 14 là những số nào? Đó là số 1, số 2, số 7 và số 14. Mà x thuộc ước chung của 56 và 70 mà x lớn hơn 10, nhỏ hơn 20. Do đó x là những số nào?
đó chính là số 14 x bằng 14.